Tử Vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, 6 tháng đầu năm 2021, vẫn còn cơ hội tốt đang chờ đợi ở phía trước. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, với con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề chính xác, nhạy bén, người tuổi Mậu Thân có thể dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Cũng bởi tấm lòng lương thiện, nhân hậu mà họ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi lúc khó khăn đều có quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Tuổi Mậu Thân rất thích hỏi học, khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống và luôn bị hút hồn bởi những thứ độc đáo, kỳ lạ. Bởi vậy, họ ít duy trì thói quen nào lâu dài, cũng ít kiên nhẫn với công việc của mình. Bước sang năm 2021, tuổi Mậu Thân có vận thế, nửa cát, nửa hung, vừa có cơ duyên, vừa có hung hiểm. Bởi trong mệnh của tuổi Mậu Thân xuất hiện số lượng hung tinh và cát tinh ngang nhau. Bên cạnh niềm vui, hạnh phúc sẽ đi kèm với những bất hạnh, đau khổ. Vậy trong năm 2021, vận trình của các bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ xảy ra những điều gì? Các bác tuổi Mậu Thân có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh, sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Không thể để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời mọi người hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi các bác tuổi Mậu Thân 1968 trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa đầu năm 2021 cho thấy, vận trình thời gian này của các bác tuổi Mậu Thân khá bình ổn, ít biến động, cát nhiều hơn hung. Các bác vẫn còn khá nhiều cơ hội tốt đang chờ đợi ở phía trước. Tuy nhiên, các bác cần chú ý đến tình hình sức khỏe, dành thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, tránh vì lao lực mà làm suy giảm nền tảng thể chất. Hơn nữa, trong thời gian này, các bác có khá nhiều thay đổi về mặt cảm xúc, rất dễ rơi vào tình trạng tiêu cực, chán chường, chỉ tiến thủ không mạnh hoặc có cơ hội nhưng không chủ động đón lấy. Cho nên các bác cần hết sức tránh kẻo bỏ lỡ cơ hội tốt. Đặc biệt trên phương diện tình cảm của các bác tuổi Mậu Thân trong thời điểm này vô cùng thuận lợi, đào hoa vượng, có lợi cho những ai còn đang đơn độc. Đặc biệt để mọi việc được viên mãn, gặp được nhiều may mắn và hóa giải cát hung do thái tuế thì thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Mậu Thân nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần để hóa giải vận hạn, hung tinh. Đồng thời từ đó, các bác có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình các bác tuổi Mậu Thân trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi của các bác tuổi Mậu Thân nửa đầu năm 2021 cho thấy rằng các bác sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, thậm chí có quý nhân tương trợ. Nhưng điều cốt lõi là cần phải tự làm, tự ăn, ít trông cậy và may rủi. Thành công đến từ năng lực, sự cố gắng là chủ yếu. Nếu chỉ trông chờ vào vận may mà không làm gì cả, các bác sẽ rất dễ bị cơm mất trắng trận cơ hội của mình. Đòi hỏi các bác không ngừng nỗ lực để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tầm nhìn. Có như vậy, các bác tuổi Mậu Thân mới không bị tụt hậu so với lớp trẻ. Hãy cứ tin rằng chỉ cần cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ thu được thành quả đáng mừng. Ngoài ra, các bác tuổi Mậu Thân được các chuyên gia phong thủy khuyên hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam giác khải vận Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp các bác tuổi Mậu Thân đại thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn cho bản mệnh.
Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình, các bác sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc được hành thông, các mối quan hệ, công việc dần trở nên tốt đẹp hơn. Về mặt tài lộc và tiền bạc, tử vi có cho thấy do bị kiếp tài chiếu mệnh, vận trình tài lộc của các bác Mậu Thân trong nửa đầu năm 2021 tuy có tăng tiến nhưng sẽ phải gặp phải một số khó khăn. Việc đầu tư, kinh doanh của các bác cũng khó chiếm được lợi thế, thậm chí còn có thể bị cướp mất cơ hội và thua lỗ. Không như vậy, các bác có phần nể nang người quen nên trong thời gian này rất dễ hy sinh lợi ích của bản thân, anh em. Nhiều trường hợp còn bị lợi dụng vì sự thật của nhà mình, khiến tài vận càng giảm sút. Vậy nên trong thời điểm này, các bác tuổi Mậu Thân hãy sử dụng pháp khí nhà vận Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn nếu ảnh hưởng công việc, cần con đường làm ăn. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu tài lộc để tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được phát triển khá thuận lợi và rực rỡ. Về mặt tình cảm và gia đạo, tử vi nhận định rằng các bác tuổi Mậu Thân được nhiều sao tốt về nhân duyên chiếu mạng, các bác duy trì được những mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Các bác may mắn luôn có người thân, bạn bè luôn kề bên quan tâm chăm sóc và giúp đỡ. Gia đạo, con cháu chẳng chăm ngoan, hình thành học hỏi khiến các bác cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, giữa vợ chồng không thể tránh được những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nếu cả hai biết bao dung cho nhau hơn, hạn chế những hơn thua nhỏ nhặt không đáng thì tình cảm gia đình sẽ luôn bền vững. Còn với các bác tuổi Mậu và Thân đang sống đơn thân, các bác có thể dễ dàng kết giao trong những buổi họp hành, liên hoan, tìm hiểu được vận mệnh của mình trong cuộc sống. Để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên tuổi Mậu Thân hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, hóa giải mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những bác còn độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe của các bác tuổi Mậu Thân trong nửa đầu năm 2021 báo cáo đau yếu cũng nhanh phục hồi. Ở độ tuổi này, các bác cần chủ động giữ gìn sức khỏe của bản thân, thường xuyên rèn luyện tăng cường sức đề kháng thì không cần lo tiềm ẩn những hiểm họa hay bất ngờ. Nhìn chung, các bác không có vấn đề gì lớn về sức khỏe. Dù thỉnh thoảng gặp phải một số triệu chứng cũng có thể được chữa trị tốt, tuy nhiên các bác tuổi Mậu Thân có sử dụng, hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp các bác phòng trừ và xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bác trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bác tuổi Mậu Thân trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các bác qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là tử vi tháng 1 âm lịch. Về tổng thể, vận trình trong tháng đầu tiên của năm Tân Sửu tương đối ổn định, không có nhiều biến động lớn, nhưng đồng thời cũng chưa có sự đột phá thực sự rõ ràng vào thời điểm này. Phương diện sự nghiệp có lẽ có nhiều điểm sáng hơn cả khi vận trình công danh trong cả tháng ở mức khá lý tưởng. Mọi việc tiến triển như mong muốn, kế hoạch đặt ra nhanh chóng thu được kết quả tốt đẹp, đồng nghiệp và cấp trên tận tình giúp đỡ. Tuy nhiên, cục diện tương xung, cảnh báo hiểm họa thị phi do tiểu nhân gây ra, có lẽ do những biểu hiện xuất sắc của các bác khiến kẻ rất ghen ghét, nóng mắt, đố kỵ, kèm theo cách cản trở, hóa ra khối lượng công việc tăng lên, kéo theo áp lực và thách thức không nhỏ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tình hình sức khỏe có thể gặp phải một số vấn đề bất lợi trong thời gian này, tránh tình trạng bạo lực khiến cơ thể mệt mỏi ngay những ngày đầu năm mới sẽ không may mắn. Tháng 2 âm lịch. Bước sang tháng 2 âm lịch, vận trình sự nghiệp của các bác tuổi Mậu Thân có dấu hiệu sa sút hơn so với trước đó. Nguyên nhân do áp lực công việc tăng cao khiến nhiệt huyết cũng không còn cao như trước. Các bác thường xuyên rơi vào tình trạng chán nản, muốn buông xuôi. Cảm xúc chán chường tiêu cực kéo dài khiến các bác khó tập trung, đầu óc giải quyết vấn đề công việc, vì thế mà hiệu suất đi xuống. Nếu vẫn còn muốn làm tiếp công việc này thì cần tránh các ngày đỏ da. Rất có thể các bác sẽ gây ra sai sót ở đâu, chữa trị và ấn điều khiển. Nếu không, rất có thể các bác sẽ gây ra sai sót, khó sửa chữa và bị cấp trên khiển trách.
phê bình sự tắc trách của mình. Công việc rối ren là vậy, nhưng bù lại tài vận ở mức khá lý tưởng. Đó là nhờ được cát tinh chủ về tăng tài, tiến lộc chiếu mệnh, tăng cường cát khí, làm ăn buôn bán thêm phần thuận lợi. Ở thời điểm này, nếu các bác biết nắm lấy cơ hội, không khó để thu về khoản lợi mà mình đã mong ước từ lâu. Tử vi tháng 3 âm lịch, cục diện tam hợp xuất hiện mang tới các bác những cơ hội hàn gắn, sẵn đất tình cảm, xây dựng mối quan hệ công việc tốt đẹp, tìm được đối tác, tiềm năng. Tuy nhiên, vận trình tài lộc lại gặp được nhiều trục trặc, khiến việc kiếm tiền trở nên khó khăn. Những áp lực kinh tế trong cuộc sống đè nặng lên vai, đòi hỏi các bác phải cố gắng hơn nữa rất nhiều, nhưng điều đó hoàn toàn không hề dễ dàng. Tuy vẫn có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính, nhưng nhu cầu chi tiêu, mua sắm trong tháng tăng lên khiến ví tiền của các bác hao hụt rất nhanh. Nhu cầu chi tiêu tăng lên lại không có kế hoạch hợp lý là nguyên nhân chính khiến tài chính của các bác thâm hụt nghiêm trọng. Do đó, các bác hãy chủ động lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, kiểm soát bản thân tốt hơn thay vì đổi thói quen chi tiêu lãng phí. Tháng 4 âm lịch, bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tổng thể của các bác Mậu Thân có sự chuyển biến khá rõ theo hướng tích cực, nhờ nhị hợp cục, đặc biệt là về phương diện sức khỏe, sự nghiệp. Xét về đường sự nghiệp, các bác sẽ cảm nhận khá rõ sự nhàn hạ và mọi việc suôn sẻ hơn trong tháng này. Một sự thuận lợi, nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, dù làm việc gì cũng thấy hanh thông hơn. Đã vậy, năng lực của các bác được cấp trên nhìn nhận và ưu ái trong bụng. Yên tâm giao trọng trách bởi chắc chắn các bác có thể giải quyết gọn gàng, đâu ra đấy. Lúc khó khăn cũng luôn được đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, một tay để mọi việc được xong nhanh hơn. Như vậy các bác cần nắm bắt cơ hội hiếm có này để thể hiện và nâng cao năng lực của mình trên mọi phương diện. Phương diện sức khỏe cũng có nhiều điều đáng mừng trong tháng, nền tảng thể chất của các bác ở thời điểm này khá tốt. Bệnh tật ốm đau ít, không có nguy cơ nào tiềm ẩn, có thể yên tâm ảnh hưởng cuộc sống và theo đuổi những điều mà mình muốn. Tháng 5 âm lịch, các bác Mậu Thân cần hết sức chú ý đến sự kết hợp của bản thân trong tháng 5 âm lịch, áp lực công việc lớn hơn trước rất nhiều. Hơn nữa các bác sẽ không ít lần đau đầu giải quyết vấn đề xảy ra bất ngờ, dù đã rất cẩn thận nhưng lại sai sót, luôn xuất hiện ở các nơi các bác ít ngờ tới nhất. Những khúc mắc này ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của các bác. May mắn là tình hình sức khỏe không có gì đáng lo ngại, nên các bác vẫn có đủ sức để có thể đương đầu với khó khăn và thử thách xảy đến. Nếu cơ thể không phối hợp trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, các bác không cần thiết phải làm. Thứ 6, tháng 6 âm lịch. Nhờ thổ sinh kim trong tháng 6 âm lịch mà phương diện tài lộc của các bác gặt hái được nhiều trái ngọt, cát khí vượng nhờ tài tinh chiếu mệnh, con đường kiếm tiền rộng mở, nhiều cơ hội đến bất ngờ. Trong tháng này, các bác sẽ phát huy được hết sức nhanh nhẹn và nhạy bén của mình, làm gì cũng thu được khoản lợi nhuận đáng kể. Khi kinh tế được cải thiện tích cực như vậy, chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao khá rõ, mang tới cho các bác tinh thần thoải mái và hăng hái để theo đuổi mục tiêu của mình. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Mậu Thân trong nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn các bác tuổi Mậu Thân. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các bác tuổi Mậu Thân được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Bởi Mộc Đức được coi là phước tinh, mang lại may mắn, an vui, tốt lành, nhất là gia đạo. Tuy nhiên, bác vẫn cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Bên cạnh đó, bác trai cũng cần chú ý đến hạn huỳnh tuyền. Đây là hạn xấu, tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe. Thời điểm này, bác sẽ rất dễ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng, mưu cầu giành lợi đều khó thành, sẽ xảy ra thất bại. Còn đối với các bác gái tuổi Mậu Thân thì trong thời điểm này, bác sẽ nhận được sao thủy diệu chiếu mệnh. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Tuy nhiên, sao lại kỵ nhất vào tháng 4 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nơi xấu sau lưng, bệnh hạn toán tận chủ về hao tài, tốn của. Ngoài ra, bác gái còn cần chú ý đến hạn toán tận chiếu mệnh, bởi hạn toán tận chủ về hao tài, tốn của, ốm đau bệnh tật. Ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Thứ hai là luận hung cát niên 6 tháng đầu năm 2021 theo lá số tử vi.
Cung mệnh của các bác tuổi Mậu Thân trong thời gian này gồm có sao Thiên Hỷ, Long Đức báo hiệu chuyện tin vui, quý nhân giúp đỡ, và hung tinh Đà La, tiểu hao gây hao tán tiền bạc hoặc đau yếu. Cung tam hợp gồm có các sao Văn Tinh, Quán Sách, Bệnh Phù, Tuần, Triệt gây trở ngại cho công việc làm ăn và sức khỏe. Còn cung xung chiếu có các tinh Thiên Khôi, Hồng Loan, Tăng Đào Hoa và Vượng Quý Nhân. Trong đó hung còn có hung tinh Cô Thiên Thần, Hồi Khí. Kiếp sát có ép về mặt cảm xúc khiến tinh thần bất ổn, đề phòng tai nạn bất ngờ. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của các bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo, sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những kiến thức mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.